Ba con giáp may mắn ngập tràn, vận trình rực rỡ, đánh đâu thắng đó trong năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của năm 2020 và chẳng bao lâu nữa năm Tân Sửu 2021 sẽ chính thức bắt đầu. Đứng trước thềm năm mới, có rất nhiều con giáp đang băn khoăn rằng liệu vận may tương lai của mình sẽ ra sao? Liệu mình sẽ được giàu sang, sung túc hay vướng phải vận xui, may rủi, tai nạn thường xuyên? Trong năm mới, ai ai cũng mong cầu những điều tốt đẹp, may mắn và bình an đến với gia đình của mình. Trong năm 2021, có một số con giáp sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Bên cạnh đó, có một số con giáp ngay trong ngày tháng đầu năm đã nhận được những may mắn từ thần tài và quý nhân. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về vận mệnh của ba con giáp trong năm 2021. Ba con giáp này sẽ nhận được tài lộc trời ban, may mắn từ công danh, sự nghiệp cho đến tình duyên đều viên mãn. Về vận mệnh của ba con giáp này sẽ ra sao, có gì đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Tuổi Tý. Tuổi Tý chính là một trong những con giáp may mắn năm 2021 bởi nhiều phương diện cuộc sống của bạn đều đạt được những bước tiến đáng kể. Trước hết, trong sự nghiệp, bản mệnh có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Dù khởi đầu có khó khăn nhưng đạt được kết quả mỹ mãn, bản mệnh có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy, tài vận gia tăng, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc thì tiền tài ắt dư giả. Nếu muốn phát tài bất ngờ như công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Tý có quý nhân là nữ giới trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, khiến cho đường tình duyên có những bước chuyển biến tích cực, có không ít cơ hội đón hỷ sự trong năm. Hãy mở rộng mối quan hệ với mọi người, bạn sẽ sớm tìm được người ưng ý, cùng nhau xây dựng gia đình. Ngoài ra trong thời điểm này, người tuổi Tý cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng những năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. 2. Tuổi Tỵ. Tử vi năm 2021 còn nói rằng người tuổi Tỵ sẽ gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên mưu sự lớn sẽ thành, gặt hái được thành quả rực rỡ trong năm. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn. Đặc biệt với người đã và đang muốn khởi nghiệp, bạn có động lực và tinh thần phấn đấu mạnh mẽ, không sợ thất bại, dám thử sức. Nhờ vậy mà tỷ lệ thành công rất cao. Trên phương diện tài lộc, việc làm ăn kinh doanh của người tuổi Tỵ phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ, đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sớm được tăng lương, thăng chức. Người làm chủ, làm tư, mua may, bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. May mắn hơn, thời điểm này đào hoa nở rộ, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối tượng ưng ý. Tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc.
Có điều, để đạt được điều đó, đương số cần nhắc nhở bản thân chủ động hơn nữa. Để mọi việc được phát triển một cách hành thông và thuận lợi, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, sậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân canh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 3. Tuổi Dậu. Tử vi 2021 thấy rằng, sang năm Tân Sửu, vận thế của người tuổi Dậu hành thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái, được thành quả tốt đẹp. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh phát huy được tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tham vọng, thăng tiến mãnh liệt. Theo đó, hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội, thăng quan, tiến chức. Thêm vào đó, bản mệnh rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất, nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Cả thu nhập chính và phụ đều khởi sắc, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Nhiều cơ hội mới xuất hiện trước mắt, quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Gia đạo của người tuổi Dậu trong năm Tân Sửu nhìn chung yên ổn, ít chuyện cãi vã hay lo lắng, hoặc nếu xung đột xảy ra, đôi bên cũng nhanh chóng hòa giải, gia đình lại êm ấm như trước. Người độc thân dù không có sao đào hoa chiếu mệnh, nhưng nhân duyên hài hòa mang tới nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ người ưng ý, sớm chọn được người phù hợp để yên bề gia thất. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân, canh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp may mắn trong năm 2021 thì có những con giáp đen đủi đủ đường. Trong thời gian này, các con giáp sẽ phải đối đầu với đủ loại hung hiểm luôn rình rập xung quanh. Tuy nhiên đừng vì thế mà nhu trí, hãy cố gắng biến thách thức thành cơ hội cho mình. Để tìm hiểu xem đó là những con giáp kém may mắn nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. 1. Tuổi Sửu. Theo tử vi 2021, đây sẽ là một năm tất bật, vất vả đối với người tuổi Sửu. Bạn có sẵn tham vọng, luôn muốn bắt tay vào nhiều việc nên chẳng có lúc nào rảnh rỗi. Song vì sắp xếp công việc chưa hợp lý, thành ra hiệu quả chưa cao. Thời điểm có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất chắc, tạo thành thất bại khá nặng nề. Tài lộc của con giáp xui xẻo năm 2021 cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn. Vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Bên cạnh đó, bản mệnh cần tránh xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống mà không muốn lao động, cống hiến. Đào hoa không vượng, đường tình duyên của tuổi Sửu cũng lận đận không kém. Người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, cho dù có chủ động hơn thì cũng có ít cơ hội níu giữ người khác ở bên mình. Còn các cặp vợ chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xung đột, giả đạo nhiều sóng gió khiến tinh thần bất ổn. Thời điểm này, bạn cần phải có cách xả hơi, thư giãn hợp lý, chăm sóc bản thân nhiều hơn để tránh ngã bệnh. Để mọi việc được phát triển một cách hành thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, sậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân canh ghét luôn rình rập xung quanh. Đồng thời vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 2. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi không gặp được nhiều may mắn trong năm nay là bởi tâm tính nóng nảy, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xa giao. Bản mệnh không muốn tuân theo nguyên tắc mà luôn muốn làm mọi việc theo cách của riêng mình. Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, ở nhà thì xung đột với cha mẹ, vợ chồng nên cuộc sống cũng như sự nghiệp có nhiều áp lực.
Tài lộc cũng vướng không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc, nếu không muốn hao tiền, tốn của. Trong đó lưu ý nhất là hạn chế đầu tư, mạo hiểm. Tử vi tuổi Mùi 2021 khuyên bạn thời điểm này nên kiếm tiền dựa trên sức của chính mình, không trông chờ may rủi. Tình cảm vợ chồng cũng có dấu hiệu giảm sút, tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng. Việc sinh con cần cân nhắc kỹ càng, tránh bất đồng quan điểm. Người độc thân dù có không ít người theo nhưng khó chấp nhận tình cảm hoặc đưa ra yêu cầu quá cao. Dù có người tìm được đối tượng ưng ý nhưng tình cảm nhanh phai nhạt, dễ chia ly, cách biệt. Để phát triển sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên tuổi Mùi hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Pháp khí sẽ chiếu cát lành, mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia chủ. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở và giúp đỡ công việc của bản mệnh được hanh thông và phát triển. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bộc phát, làm trước suy nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Do đó cuộc sống cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công. Trong năm 2021, bản mệnh cần làm ăn chân chính, tránh kiểu chụp giật, kẻo vướng họa lao ngục. Thêm nữa, nếu muốn vận trình có những dấu hiệu tích cực thì bản mệnh nên mở rộng các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là các mối quan hệ giúp ích cho sự nghiệp. Trên phương diện kinh tế, tử vi của tuổi Tuất năm 2021 cho thấy người làm ở lĩnh vực liên quan đến các ngành dịch vụ, du lịch hay giải trí gặp nhiều khó khăn. Thời điểm này, bản mệnh cũng cần đề phòng bị trộm mất tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt, đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi, chớ nên để sự thiếu hiểu biết khiến bạn gặp rủi ro. Tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc khi các cặp đôi liên tiếp nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn, hiểu nhầm, hoài nghi. Người độc thân không muốn mở lòng đón nhận tình cảm của người khác, lại thêm vận đào hoa vốn đã không vượng, năm mới tình duyên phần nhiều vẫn lận đận. Để đầu óc được minh mẫn, sáng suốt hơn thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng sự hội tụ những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên đăng ký, like và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!